Giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 3 bệnh nhân tại Hà Nội bị nhiễm nấm đen, mucormycosis, dẫn tới bị hoại tử xương nặng. Trong số này có 2 trường hợp đã tử vong là bệnh nhân hậu COVID-19. Ngoài 2 trường hợp trên, Bệnh viện Bạch Mai còn tiếp nhận bà T, 72 tuổi, nhập viện với tình trạng viêm xoang hàm cấp trên. Chưa ghi nhận mắc COVID-19 nhưng có tiền sử đái tháo đường không kiểm soát tốt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc kháng nấm liên tục 3 tuần. Hiện tình trạng bệnh nhân có cải thiện nhưng chưa biết còn điều trị kéo dài bao lâu nữa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường thông tin, bệnh nấm đen, mucormycosis, là một bệnh nhiễm trùng nấm nghiêm trọng, hiếm gặp, do nấm mốc, mucormycosis gây ra. Nấm sống ở môi trường như đất, nước, nhất là chất hữu cơ như rau quả đang thối rữa, có thể hít vào hoặc xâm nhập qua vết xước trên da. Nấm dễ xâm nhập trên người suy giảm miễn dịch, đặc biệt là người bệnh đái tháo đường trong giai đoạn toàn seton hay người sử dụng nhiều corticoid. Thống kê trên toàn cầu, Ấn Độ là nước có tỷ lệ nhiễm mucormycosis cao nhất thế giới, gấp hơn 80 lần so với các nước phát triển. Thống kê cũng cho thấy, các ca nhiễm nấm mucormycosis là bệnh nhân COVID-19, chiếm 78% là nam giới, 80% có bệnh tiểu đường không kiểm soát, nhiều trường hợp biểu hiện tổn thương xoang, mắc, phổi và trên 30% bệnh nhân tử vong.